Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang trên đường tỉnh lộ 786 ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Tấn sẽ chạy vô cái hướng ấp Long Đại, quay cho cô chú anh chị coi hai lô đất thổ cư 100%. Cái hướng này là từ thành phố Tây Ninh đi tới nè cô chú anh chị, ủy ban xã là bên tay phải nè. Xã Long Vĩnh đạt chuẩn nông thôn mới. Từ thành phố Tây Ninh tới đây là 10 cây nha. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 75 cây. Giờ qua ủy ban xã là chúng ta sẽ tới chợ Long Vĩnh nè cô chú anh chị. Ngay chợ Long Vĩnh là có cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, là mình sẽ quẹo trái vô. Đó, hướng vô ấp Long Đại nha. Thì từ chợ này đi vô tới đất á, là 2 cây số. Từ thành phố Tây Ninh tới đất là 12 cây. Nếu chúng ta đi thẳng cái hướng này là sẽ về bến cầu nè cô chú anh chị. Đó, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ chợ Long Vĩnh thì mình sẽ quẹo trái. Hướng thành phố Tây Ninh tới là quẹo trái, còn hướng từ bến cầu lên là quẹo phải. Đã bây giờ chúng ta chạy thẳng cái đường này vô là đi ngang Thánh Thất Long Vĩnh nè. Rồi đi tới cổng chào ấp Long Đại là mình quẹo trái nha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang đứng ngay ngã tư cổng chào ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Ngay ngã tư đường nhựa bự nha cô chú anh chị. Đây, Tấn quay một vòng cho cô chú anh chị coi nè. Bên đây là tập quá đồ rất là nhiều luôn. Đó, phía bên đây là cổng ấp văn hóa Long Phú. Ngay chỗ này là trường tiểu học Dòng Nần. Nhà nước là đang xây thêm mấy dãy lầu phía sau nữa. Đó, trường tiểu học Dòng Nần. Đi xích lại 100m là trường mẫu giáo Long Vĩnh. Thì bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi hai cái lô đất thổ cư 100%. Cách cái ngã tư này á là khoảng chừng 500m nha. Bây giờ cái đường vô đất đó cô chú anh chị là chúng ta sẽ đi vô cái cổng ấp văn hóa Long Đại nè. Mình chạy theo cái đường nhựa này là cái đường mới làm. Đó, mình chạy tới kiểu chừng 300m, cái mình quẹo phải vô cái đường đang lên nhựa luôn. Quẹo vô 200m mình quẹo trái kéo tới đất. Đó, đường này nhà nước mới nâng cấp lên nhựa, rất là rộng đẹp nha cô chú anh chị. Thì hai lô đất bây giờ Tấn quay nè, chiều ngang á 5m và chiều dài là 28m. Mỗi lô á có diện tích là 140m² và thổ cư 100%. Thì anh Ngoãn chủ đất á là bán với giá 245 triệu một lô. Đó, 245 triệu là chủ đất sẽ bao trọn gói giấy tờ luôn. Ở đây mình đi tới 300m, quẹo phải 200m, quẹo trái cho tới đất liền. Đó, đất cách ngay ngã tư này khoảng 500m nha. Còn từ đây mình đi ra tỉnh lộ 786 chợ Long Vĩnh á, là khoảng 1,5 cây nha cô chú anh chị. Nè, đi thẳng cái đường này là sẽ đi ngang qua Thánh Thất Câu Đài nè. Đó, đằng đây là có Thánh Thất Câu Đài ha. Đây, quán cà phê, tạp hóa đều rất là nhiều. Đó, từ ngoài chợ chạy vô 1,5 cây là sẽ tới ngã tư này. Định vị Google Maps của đất, Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha. Mai mốt có cô chú anh chị là nhà nước sẽ mở thông cái đường này nè, là sẽ mở cây cầu bắc qua sông Dòng Cỏ Đông để kết nối với lại quốc lộ 22B, cái hướng qua thị xã Hòa Thành rồi đó. Đó, mai mốt là có cây cầu nha. Mốt đi chợ Long Hoa hay đi Tàu Thánh rồi đó, là đi thẳng hướng này rất là gần. Còn hiện tại là chưa có cây cầu. Bây giờ mình đi vô cổng chào ấp văn hóa Long Đại nè cô chú anh chị. Đất là thuộc ấp Long Đại, xã Long Vĩnh. Từ ngoài chợ Long Vĩnh đi vô tới đất á là 2 cây. Rồi từ đất mà lên thành phố Tây Ninh á là 12 cây. Còn nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đất là 75 cây. Cái đường nhựa này là nhà nước mới làm nha cô chú anh chị. Từ đây mà đi lên núi Bà Đen đó là khoảng 20 cây nha cô chú anh chị ơi. Đi Tàu Thánh là khoảng 17 cây. Hai
hai cái lô đất này là thổ cư 100% luôn. Cô chú anh chị có thể mua một lô hay mua hết hai lô cũng được nha. Mỗi lô là ngang 5m, nếu mua hai lô thì ngang 10m, xây nhà rộng rãi thoải mái. Quán cà phê bán ăn sáng nè. Thì tới ngay chỗ này mình sẽ quẹo phải nè cô chú anh chị. Đó, nhà cửa dân cư đông nha. Từ cổng chào Long Đại lúc nãy chạy tới đây là khoảng 300m thôi, cái mình quẹo phải nè. Thì cái đường quẹo phải vô đây nè, cũng là đang nâng cấp lên nhựa luôn nè cô chú anh chị. Quẹo vô đây hơi ngược sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây có cái bảng thi công công trình nè. Đó, đường này là chuẩn bị lên nhựa luôn. Thì mình chạy vô 200m thôi, cái mình quẹo trái là tới đất. Mình quẹo trái qua cỡ chừng 30m là tới đất này. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map á, để trong phần mô tả để cô chú anh chị ở xa là cũng biết được luôn nha, biết được vị trí luôn. Đây tới ngay ngã ba này là quẹo trái cái tới đất nè cô chú anh chị. Hiện giờ Tấn quay buổi sáng nó hơi ngược ánh sáng chút xíu, cô chú anh chị thông cảm nha. Đây quẹo qua thì đất sẽ bên tay phải luôn. Đây hai lô đất bên tay phải nè cô chú anh chị, có cắm trụ xi măng thấp thấp nè. Đó hai lô liền kề nha. Đây Tấn đang đứng ngay đầu đường quẹo vô đất nè cô chú anh chị. Thì cái đường này á là nhà nước đang nâng cấp lên nhựa, đã làm cái đường rất là rộng đẹp luôn, nền đường cao ráo sạch sẽ. Cái đường nhựa mới làm là ngoài đó cách có 200m thôi. Đó ngoài đường nhựa thì nhà cửa dân cư quá chừng đông ha. Rồi từ đường nhựa chạy vô nè, 200m là cái đường này là đang nâng cấp lên nhựa nha. Ngay chỗ này có ngã ba thì cái đường mặt tiền phía trước hai lô đất đang cần bán á, cũng mới vừa nâng cấp luôn, nền đường cao ráo sạch sẽ. Thì đây mình vô có mấy chục bước là tới hai lô đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Đất hướng nam thổ cư 100%, đó mua là xây cất nhà cửa thoải mái nha. Hai lô liền kề nên cô chú anh chị muốn rộng rãi thì có thể mua hết hai lô luôn, là chiều ngang tới 10m lận. Đây vừa vô nha là đất bên tay phải luôn nha cô chú anh chị. Đây vị trí của hai lô đất đang cần bán nè. Ở ngay chỗ này có bản thi công công trình nè, tức là cái đường này mới vừa làm, mới vừa nâng cấp, cho nên là còn cái bản thông tin đi nha. Công trình đường tổ 45 ấp Long Đại, xã Long Vĩnh nè. Rồi thì hai lô đất đang cần bán là hướng nam, mỗi lô là chiều ngang 5m, chiều dài là 28m. Diện tích của mỗi lô á là 140m², thổ cư 100%. Thì cái giá bán là 245 triệu, anh Ngoãn chủ đất là bao trọn gói giấy tờ, bao tất cả luôn, thuế phí, tiền ra sổ là bao hết. Đây. Cái trụ xi măng ngắn nha. Từ cái trụ này ngang qua cái trụ bên đây 5m là một lô. Rồi từ trụ này ngang qua trụ bên đó là lô thứ hai. Đó có hai lô liền kề nên cô chú anh chị có thể mua một lô hay là mua hết hai lô cũng được. Định vị Google Map là Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả nha. Để Tấn quay toàn cảnh khu vực này cho cô chú anh chị coi. Đó, cái đường này thì nhà nước mới làm nè cô chú anh chị, khá là rộng rãi luôn. Và nền đường thì cao ráo nha. Này hai chiếc xe ô tô bự tránh nhau thoải mái luôn á. Thì đất này hiện tại là đang trồng mì nè cô chú anh chị. Đó, khi cô chú anh chị mua thì chủ đất sẽ bàn giao cái miếng đất trống trải cho cô chú anh chị nha. Trống trải sạch sẽ. Nó dài vô là 28m nha cô chú anh chị. Đây là đất gò, đất cao, ráo. Tối qua là trời mưa rất là lớn luôn, nhưng mà sáng nay thì cô chú anh chị thấy nè, đường xá đâu sạch sẽ nha.
Đó, quẹo qua đây là nhà cửa dân cư nè cô chú anh chị, kế bên là có tiệm spa đây nè. Nhà hàng xóm kế bên là tiệm spa nha. Rồi đường này đường thông luôn, mình đi xích vô á là có những cái ngã rẽ trái là ra cái đường nhựa mới làm lúc nãy. Đây nhà hàng xóm nè, tiệm spa. Thì cái chiều dài của đất các cô chú anh chị là dài 28m, là sẽ dài tới cái hàng rào B40 này nha. Đó, phía sau đất là có sẵn hàng rào B40 rồi. Còn phía trước thì có cắm trụ xi măng như nãy giờ Tấn quay ha. Đường thông nha. Tấn sẽ ghim cái định vị Google Maps và để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Phía đối diện đất là người ta trồng cái vườn mít. Đây, đối diện đất là vườn mít nè. Đây, cô chú anh chị coi lại cái ngã ba kế bên nè. Đó, cái đường nằm ngang ở phía ngoài á, là đang nâng cấp lên nhựa nha. Quẹo phải ra 200m là cái đường nhựa mới làm. Đó, bây giờ cô chú anh chị đi tới khu vực Long Đại, Long Vĩnh này là sẽ thấy nhà nước nâng cấp đường xá rất là nhiều luôn. Đây, vị trí của hai lô đất đang cần bán nè. Đối diện là người ta trồng vườn mít nha. Bây giờ Tấn quay giấy tờ cho cô chú anh chị coi nha. Mình sẽ coi tờ trích lục nha cô chú anh chị. Thì hai cái lô đất này á, liền kề, diện tích như nhau, giá bán bằng nhau, hai tờ sổ giống nhau. Thì anh Ngoãn chủ đất á, là bán cái giá 245 triệu là bao sổ hồng riêng từng lô, đứng tên cô chú anh chị luôn, bao trọn gói đó. Đầu tiên chúng ta coi cái sơ đồ nha cô chú anh chị. Thì đất này là hướng nam, có hơi là tây chút xíu. Mặt tiền đường đất nè, chiều ngang á là đúng 5m và chiều dài 28m. Đó, 5 x 28 nhìn cái sơ đồ nó đẹp nha. Địa chỉ là ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Tây Ninh. Thì diện tích của mỗi lô là 140m² và là thổ cư 100%. Đó, vài bữa nữa cái đường ngoài đây lên nhựa là đẹp đẽ nha cô chú anh chị. Còn đường mặt tiền ở trước đất nè, quá chừng rộng luôn, hai chiếc ô tô bự tránh nhau được luôn. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả nha. Giá bán 245 triệu một lô, bao trọn gói. Cái nền đất ở trong á, thì nó cao ráo bằng phẳng. Ở đây là đất gò nha cô chú anh chị. Tối qua là trời mưa rất là lớn luôn, nhưng mà sáng nay thì cô chú anh chị thấy đường xá nè, rồi nền đất nè, cao ráo sạch sẽ. Đó, nó bằng phẳng nha. Ở phía sau là có cái hàng rào B40 sẵn rồi. Thì nếu cô chú anh chị muốn mua hai lô đất này, chúng ta có thể mua một lô cũng được, hay là mua hai lô cũng được nha. Thì liên hệ anh Ngoãn, số điện thoại này là có Zalo nè, 0972 479 778, 0972 479 778, 0972 479 778, gặp anh Ngoãn. Đường thông nha cô chú anh chị. Ở đây mình đi xích tới là có nhà cửa dân cư nè, rồi nó thông ra cái đường nhựa mới làm luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.